Xin chào các bạn, tôi là Chu Hoàng Anh, huấn luyện viên kinh doanh. Hôm nay tôi lại quay lại với các bạn trong một video live stream về chủ đề 6 nguyên tắc các bạn cần phải ghi nhớ trong việc xây dựng nhân bản cái mô hình chuỗi cửa hàng của các bạn. Trong cái 6 nguyên tắc này, các bạn có thể áp dụng vào bất cứ các cái chuỗi nào, kể cả trong lĩnh vực về F&B, ví dụ như là đồ ăn, uống, hay là các quán cà phê, hay là bạn có thể áp dụng vào chuỗi của những cái cửa hàng thời trang, chuỗi lĩnh vực mẹ bé, hay là chuỗi của những cái mặt hàng về kể cả mỹ phẩm, tất tần tật, cứ hoạt động lĩnh vực bán lẻ hay là hoạt động về đồ ăn, thì những cái nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng áp dụng, có thể dễ dàng đưa vào trong hệ thống của mình, và từ đó để bạn có thể biết đâu đấy bạn có thể tạo ra được một cái chuỗi, một cái cửa hàng nó quy mô hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Và hy vọng 6 nguyên tắc này có thể giúp cho bạn có thêm một góc nhìn trong việc là mở rộng cái hệ thống kinh doanh của mình. Đặc biệt hãy nhớ rằng 6 nguyên tắc chuỗi này nó phù hợp với cửa hàng truyền thống, nhưng đừng quên là các bạn cũng vẫn cần phải xây dựng cho mình những cái hệ thống bán hàng đa kênh khác, ví dụ như là online, Facebook, YouTube, TikTok, bởi vì bây giờ là thời đại của 4.0. Và cái yếu tố mà tôi muốn hướng đến các bạn đó là chúng ta sẽ phải tạo ra một hệ thống bán lẻ 4.0, mà ở đó bạn sẽ có được một đội ngũ bán hàng vừa online tốt nhưng lại vừa phục vụ tại cửa hàng truyền thống của mình rất là ok. Thì video này tôi sẽ làm trong cái chuỗi hệ thống quản trị và phát triển hệ thống bán lẻ. Nếu các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái video khác liên quan thì có thể truy cập vào kênh YouTube của tôi và truy cập vào mục chuỗi cái danh sách phát là quản trị và phát triển hệ thống bán lẻ 4.0, bởi vì ở trong đó sẽ có những cái giá trị mà chúng ta sẽ hướng đến cái hệ thống cốt lõi, một cái yếu tố cốt tử của một hệ thống bán lẻ, đó là việc các bạn tạo ra những cái giá trị xuyên suốt trong cái hệ thống bán hàng của bạn, cho dù là bạn là chuỗi hay là bạn là online hay là bạn là phát triển một cái thương hiệu cá nhân. Thì hãy nhớ cái điều này, bởi vì để cho cái chuỗi của chúng ta nó có thể tự động phát triển và đạt được những cái tầm cỡ như là 4.150 cửa hàng của Walmart, và giúp các bạn vừa tối ưu về mặt chi phí, vừa giúp các bạn xây dựng được một cái phong cách mà nó tạo ra được một cái hệ thống bán lẻ bền vững, mà nó thực sự nó là gì, là bền vững. Bởi vì để mà một cái hệ thống cửa hàng nó đạt được những cái yếu tố như Walmart thì nó không chỉ đơn giản là chúng ta có được một cái sức quản trị tối ưu, có được những cái câu chuyện về hệ thống công nghệ thông tin hay là có một cái nền tảng tài chính gì cả, mà nó cần nhất ở các bạn đó là cách chúng ta xây dựng ra cái hệ thống, cái thương hiệu của các bạn nó ẩn chứa trong đó là những cái bộ giá trị cốt lõi gì. Và đầu tiên hãy nhớ một nguyên tắc, khi bạn làm chuỗi bạn cần phải đảm bảo chuỗi của chúng ta nó có một cái gu, một cái phong cách mà ở đó là tất cả những cái logo, màu sắc hay tất cả trang phục, trang thiết bị, tất cả những cái hình ảnh. Vậy tôi muốn hỏi các bạn là cái hệ thống của chúng ta nó đã có được những cái phong cách nó đồng điệu hay chưa? Ví dụ bạn hướng đến một cửa hàng về hệ thống mẹ bé như con cưng chẳng hạn, thì hãy nhìn xem tất cả mọi biển bảng hình ảnh họ có một cái tông màu rất là chuyên nghiệp, một cái tông màu rất là đồng bộ, đều hệ thống toàn bộ 100% là đều là màu hồng chẳng hạn. Rồi cái áo đồng phục, rồi quầy kệ, rồi cách họ trưng bày, rồi tất cả những cái cách bố trí, rồi thậm chí kể cả những cái quà POSM mà họ trang trí trong cái hệ thống cửa hàng của họ, họ có giống gu. Hay chúng ta đã từng bước chân vào một cái quán cà phê như kiểu Cộng Cà Phê chưa? Hay là một cái quán như chuỗi cà phê như Highland Coffee chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Khi chúng ta bước chân vào hệ thống Cộng, chúng ta đều nhìn thấy là một loạt tất cả các cửa hàng, dù là ở Hà Nội hay Sài Gòn hay Đà Nẵng hay Hội An, nó đều có một cái màu sắc cá tính riêng biệt, nó hướng về cái yếu tố cổ điển, yếu tố về cách mạng, yếu tố về quá khứ, về những người lính. Rồi tất cả những cái cốc, cái bàn, cái ghế nó đều theo đúng cái style mà ở đó người ta sẽ nhớ đến Cộng. Người ta nhớ đến Cộng không phải vì cái tên, mà nó nhớ đến cái màu sắc đó, nhớ đến cái gu đó, cái cá tính đó. Bởi vậy cho nên nếu như bạn xây dựng một hệ thống bán lẻ thì bạn hãy xác định là cái cá tính của cái hệ thống bán lẻ bạn hướng tới là gì. Nếu như một cá tính về lĩnh vực về mỹ phẩm hay về mặt thời trang, thì chúng ta cái câu chuyện này nó cũng rất rất là giống với cái yếu tố là chúng ta chọn cái thị trường ngách cho cái hệ thống cửa hàng chúng ta mà nó sẽ tiếp cận niche, cái hệ thống ngách, cái ngách, cái kênh bán hàng mà chúng ta sẽ nhắm tới, cái đối tượng khách hàng, tệp khách hàng mà chúng ta nhắm tới nó là ai,
đối tượng họ là gì, họ có nhu cầu gì và họ đến với chúng ta vì những cái yếu tố đặc biệt gì, thì chúng ta hãy nhớ cái key, cái chìa khóa ở trong cái nguyên tắc đầu tiên, đó là gu của bạn, phong cách của bạn, cá tính của bạn, bản sắc của bạn. Nó là mọi thứ đấy, nó được xây dựng và được thể hiện qua một hình ảnh đồng nhất như nào, màu sắc như nào, rồi sự đồng bộ về mặt cái mũ, rồi cái áo, rồi tất tần tật, tất tai, rồi tất cả mọi yếu tố, nó sẽ có một cái sự đồng nhất như thế nào. Đấy là cách mà người tiêu dùng người ta sẽ nhớ đến bạn. Và hãy nhớ rằng có đến gần 80% cái việc mà mua hàng sẽ dựa trên cái cảm quan về mặt thị hiếu. Thế cho nên là hãy để cho cái không gian của chúng ta được thể hiện, nó vừa đảm bảo được cái chất riêng, nhưng nó cũng phải đảm bảo được cái sự chỉn chu, gọn gàng và chuyên nghiệp. Bởi vì cách các bạn bố trí, rồi bài trí tất cả những cái menu, rồi cái chỗ ngồi, hay là tất cả những cái chỗ về cái trưng bày sản phẩm chẳng hạn, nó cũng rất là quan trọng. Cá nhân tôi chẳng hạn thì tôi rất thích cái phong cách của Highland Coffee, bởi ở đó nó là gì? Nó là sự gọn gàng, ngăn nắp, rồi lịch lãm này, rồi ngay cả cái ghế nó cũng rất là chỉn chu. Và cái đợi yếu tố ở đây mà tôi vẫn rất là ấn tượng về Highland Coffee, đó là từ kể cả không những về mặt hình ảnh mà nó còn cả về mặt âm thanh. Họ luôn chọn những cái bản nhạc nó rất là nhẹ nhàng vào những cái dịp buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi tối khác. Rồi từ những cái rất là vật phẩm rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho tôi cảm thấy là gì, khi tôi dùng cái sản phẩm ở Highland Coffee, tôi luôn cảm thấy là tôi được an tâm về mặt về sạch sẽ, về mặt về cái ly của nó luôn luôn là gọn gàng, luôn luôn là được một cái thói quen khi các bạn pha chế xong một cốc cà phê thì bạn luôn luôn có một cái rẻ lau để bạn thể lau tất cả mọi thứ, nó rất là gọn gàng. Thì đấy cũng là cách để chúng ta phải đưa vào trong cái KPI, đưa vào trong cái việc mà chúng ta đảm bảo cái nguyên tắc đồng nhất trong tất cả các cửa hàng. Hãy nhớ đến gần, tôi không nhớ một con số thống kê, nhưng phải đến 87% đấy, là người tiêu dùng sẽ quyết định mua hàng bởi vì cái cảm quan về mặt thị hiếu. Cho nên đừng bao giờ để cho hệ thống của chúng ta, mặc dù rất là chuyên nghiệp, có thể đầu tư rất là đầy đủ về hình ảnh đẹp, màu sắc rất nhất quán, nhưng mà lại bị thiếu sót ở cái việc là chúng ta chưa đảm bảo được cái sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ ở các cái dịch vụ phụ, từ cái chỗ pha chế hay là cái chỗ thậm chí ngay kể cả cái vấn đề là đi vệ sinh đó. Và đấy là lý do mà tôi ưu tiên chọn Highland Coffee. Vậy thì bạn thì sao? Thì hãy nhớ cái nguyên tắc này. Cái nguyên tắc thứ hai mà khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống cửa hàng, thì đó là một cái nguyên tắc cũng gần như tương tự như cái nguyên tắc số 1, đó là đảm bảo cho mọi thứ được chuẩn bị một cách bài bản, quy trình, quy mô, quy củ. Ở quy củ ở đây là gì? Thì bên cạnh cái phong cách mà tôi vừa nhắc đến các bạn, thì các bạn hãy nhớ rằng khi chúng ta bước chân vào một cái cửa hàng, hay chúng ta nhìn thấy một cái nhân viên họ được đầu tư và đào tạo về cái quy trình từ chào hỏi cho đến việc là họ đi cùng chúng ta, họ hướng dẫn chúng ta, rồi họ tư vấn cho chúng ta những cái điều mà chúng ta cần phải được biết, được trang bị khi bước chân vào cửa hàng, thì đấy là điều mà chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy được gì, được sự an tâm về mặt tự hào. Bởi vì đấy nó chính là một trong những cái yếu tố giúp nâng tầm giá trị của chúng ta. Và đấy là lý do tôi khuyên các bạn là hãy xem, truy cập trang kênh YouTube của tôi và có thể chọn về cái công thức bán giá đắt mà vẫn đảm bảo được khách hàng trung thành và uy tín. Bởi vì ở trong đó thì tôi sẽ gài vào yếu tố, đó là cái cách chúng ta định vị, chúng ta định cái giá của sản phẩm, của cái dịch vụ của hệ thống chúng ta, làm sao để cho người tiêu dùng cảm thấy ở đó là cái giá trị của các bạn, nó không phải là đắt hay rẻ, mà nó là chất lượng về dịch vụ, về quy trình, về chuyên nghiệp, về cái cách mà chúng ta sẽ phục vụ khách hàng một cách có bài bản. Và đấy cũng là điểm mà khác rất nhiều so với những cái chuỗi chuyên nghiệp, so với những cái cửa hàng bán lẻ truyền thống. Bởi vì ở những cái hoạt động bán lẻ truyền thống mà theo hình thức là cá nhân, hộ gia đình, thì đôi khi chúng ta cảm thấy là rất là mọi thứ nó rất là dễ tính, nó đơn giản, nó sợi lời. Thế nhưng mà điều đấy nó mang lại cho người tiêu dùng một cái gọi là một cái tính chất, nó là thiếu đi sự chuyên nghiệp. Và để các bạn có thể đảm bảo được cái dịch vụ các bạn phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi một cách 100%, một cách gọi là một cách đạt được một cái trải nghiệm khách hàng trên của tuyệt vời, nhưng nó lại là gì, là ở Hà Nội cũng giống như Hải Phòng, ở Hải Phòng cũng giống như Đà Nẵng, ở Đà Nẵng cũng giống như Sài Gòn, thì các bạn cần phải đảm bảo nó có quy trình, nó có bài bản, nó có quy mô, và nó tạo ra một cái hệ thống bán hàng rất chuyên nghiệp. Hãy nhớ nguyên tắc của chúng ta, nguyên tắc thứ hai, đó là hãy thể hiện một cái nguyên tắc chuyên nghiệp. Và nguyên tắc thứ ba đó là gì, chúng ta phải nhớ đó là gì, nếu như chẳng may
tôi ăn một miếng, tôi có bước vào trong một cái hệ thống cửa hàng của KFC chẳng hạn, mặc dù tôi thì tôi rất ít đi ăn đồ 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 ăn nhanh, nhưng mà tôi phải khẳng định rằng là thật sự tôi phải công nhận, dù tôi có ăn cửa hàng KFC ở Hà Nội thì khi tôi ăn một cái món gà KFC ở Sài Gòn thì tôi cảm nhận được một điều, đó là cái chất lượng cái món gà đấy như nhau. Và điều mà tôi trung thành với Highland Coffee cũng vậy, đó là khi tôi uống cà phê ở Hà Nội thì khi tôi chẳng may tôi đi công tác, tôi đi vào Cần Thơ thì tôi vẫn yên tâm là cái chất lượng cái cốc cà phê đấy ở Cần Thơ nó vẫn không khác gì cái chất lượng cốc cà phê ở ngay gần nhà tôi. À, cái yếu tố mà thành công trong một cái yếu tố về đảm bảo được cái tính chuyên nghiệp và cái tính bền vững của chuỗi thì chính là cái sự nhất quán. Thì cách chúng ta tạo ra một cái sự nhất quán về mặt chất lượng, về mặt sản phẩm, về mặt dịch vụ, nó rất quan trọng trong việc định hình ra cái gu, cái phong cách, cái dấu ấn riêng biệt của chuỗi và khiến cho người tiêu dùng người ta cảm thấy yên tâm khi quay lại và tiếp tục trung thành với cái thương hiệu của bạn. Và điều này đặc biệt là quan trọng, rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ phải đảm bảo rất nhiều các cái gạch đầu dòng sau. Thứ nhất đó là sản phẩm, chúng ta phải đảm bảo là gì? Nó là chất lượng. Chúng ta phải đảm bảo đó là dịch vụ, nó phải chỉn chu, nó phải hoàn hảo. Thì khi các bạn nhân bản chuỗi thì các bạn hãy nhớ nó phải, chúng ta phải đảm bảo các tiêu chí nó phải là tối ưu hóa, đơn giản hóa, hệ thống hóa, nó phải chuyên nghiệp hóa, nó phải thật sự là ngon, thì khi chúng ta nhân bản ra thì nó mới không bị gặp lỗi. Và cách các bạn sẽ xây dựng cái hệ thống vận hành ở đằng sau để phục vụ được cái tiêu chuẩn về mặt sản phẩm như vậy nó mới quan trọng. Và người tiêu dùng người ta hưởng là gì? Người ta hưởng cái thành quả mà các bạn tạo dựng. Chứ không phải là bạn yên tâm là bạn mở cái chuỗi, tôi có cái thương hiệu tên là Island Coffee chẳng hạn, tôi mở Hà Nội xong rồi tôi mở Cần Thơ và tôi cứ nghĩ là tôi mở bằng cái thương hiệu của tôi là thành công. Tôi mà nói thật các bạn là rất nhiều bạn cũng nghĩ đến cái câu chuyện đó và nghĩ là tôi được ngày hôm nay doanh thu tốt nó là do thương hiệu của tôi tốt, nhưng mà sai. Cái câu chuyện cấu thành nên thương hiệu đó là chất lượng và dịch vụ và cái hệ thống vận hành của bạn để tạo ra thương hiệu đó. Thế cho nên chúng ta đừng quên việc là chúng ta vừa phải đảm bảo được cái chất lượng tốt ở một cái cửa hàng đầu tiên, mà chúng ta cần phải đảm bảo được cái sự phục vụ đấy cũng tốt ở cửa hàng thứ hai. Và nếu chẳng may mà khách hàng có đến cửa hàng thứ tư hay thứ năm hay thứ 100 chẳng hạn, thì họ vẫn an tâm rằng cái chất lượng ở đó vẫn là như nhau. Và đấy là điều mà họ sẽ trung thành với bạn. Bởi vì bạn hãy nhớ tại sao bạn mở chuỗi. Bạn mở chuỗi là để bạn nâng cao cái khả năng phục vụ khách hàng nó tiện lợi hơn và đáp ứng cái việc mà giao hàng nhanh hơn chẳng hạn, để khách hàng không còn phải đi xa nữa, hoặc là bạn có thể là khai thác thêm khách hàng khu vực đó. Thế cho nên cái chúng ta cần phải đảm bảo rất là kỹ đó chính là cái việc là chúng ta vừa phải đáp ứng được cái nhu cầu ngày một cao hơn của khách hàng. Thì các bạn phải tính cái việc là khi các bạn nâng cấp sản phẩm, bạn ra một cái món mới, thì tất cả cái việc phục vụ tại 100 cái cửa hàng đấy nó có thay đổi được không? Nó có đáp ứng được cái tiêu chuẩn là cái món mới của bạn tung ra nó sẽ đảm bảo trải dài trên 100 cửa hàng hay không ạ? Hay là bạn có một cái dịch vụ đào tạo, thì cái đào tạo cho nhân viên của bạn thì bạn phải đảm bảo làm sao là gì? 100 cái nhân viên cửa hàng trưởng của bạn nó họ có đảm bảo đồng nhất về cái yếu tố về kiến thức sản phẩm, về kiến thức chăm sóc khách hàng, về kiến thức tư vấn, rồi kiến thức về khả năng live stream hay khả năng về cách mà khách hàng người ta, cái cửa hàng trưởng người ta sẽ lắng nghe và hỏi đáp, rồi họ sẽ đồng hành và giúp đỡ các khách hàng hay không. Thì điều đấy là điều mà chúng ta phải nhắm tới. Thế cho nên có cái yếu tố mà chúng ta để đảm bảo được cái nguyên tắc này, thì hãy nghĩ nhiều hơn đến cái việc hệ thống vận hành của bạn nó có đáp ứng được cái sự phát triển của chuỗi hay không, trước khi chúng ta tính đến việc là chúng ta sẽ mở cái điểm tiếp theo hay là cái cửa hàng tiếp theo. Vì nếu như bạn không đảm bảo vận hành và phục vụ nó ổn định thì chúng ta sẽ bị gãy hệ thống, và thậm chí chúng ta lại phải chịu những cái thiệt hại về mặt đóng cửa, rồi mặt thu hồi hàng, rồi mặt rủi ro về mặt tồn kho, rồi đầu tư lãng phí. Thế cho nên trước khi chúng ta mở một cửa hàng thì chúng ta phải tính rất là kỹ cái việc là vừa đảm bảo được cái sự vận hành, vừa đảm bảo được cái chỉ tiêu về mặt số lượng các cửa hàng để đảm bảo thu hồi vốn, khả năng về mặt tài chính với vòng vốn, rồi phải đảm bảo về mặt nhân sự, rồi giao hàng chăm sóc, rồi nhân sự về đào tạo, rồi nhân sự để xây dựng setup cái việc đó. Thì đấy là nguyên tắc thứ ba, các bạn nhớ chưa? Nguyên tắc thứ tư trong việc mà chúng ta đảm bảo được cái chuỗi nó vận hành ổn định và chuyên nghiệp, thì chúng ta hãy nhớ đến yếu tố quan trọng nhất ở đây, đó là chúng ta phải có các cái khuôn khổ, khuôn mẫu. Bởi vì ở đây là nó liên quan đến một cái yếu tố, đó là cái cách các bạn sẽ hệ thống hóa, quy trình hóa và tối ưu hóa cái hệ thống của bạn. Vậy nếu như chúng ta bước vào một cái cửa hàng như cái chuỗi Lotte chẳng hạn,
thì các bạn sẽ thấy là một nhân viên, người ta không chỉ một nhân viên chào các bạn cúi gập đầu xuống chào chào bạn ạ, mà toàn bộ nhân viên đều trong cửa hàng đấy đều cúi đầu mình và chào chúng ta. Hay các bạn có thể bước vào cửa hàng Circle K, chuỗi Circle K hay là những cái chuỗi như là KFC chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là nhân viên được đào tạo rất bài bản và đồng bộ, và họ có những cái KPI chuẩn mực để giám sát các cái tác phong đấy của họ hàng ngày. Thì chúng ta nên nhớ rằng đấy nó mới là một hệ thống vận hành một cái chuỗi chuyên nghiệp. Họ có những cái tiêu chí, có những cái KPI, có những cái cách để đánh giá và đảm bảo việc là nhân sự sẽ đảm bảo đúng theo những cái tiêu chí mà họ xây dựng để họ hướng đến cái giá trị để phục vụ khách hàng. Thì điều này các bạn có thể liên tưởng đến một cái video tôi có từng chia sẻ các bạn về cách để Walmart, cái top 10 nguyên tắc để Walmart trở thành một đế chế bán lẻ hàng đầu thế giới, thì có một cái nguyên tắc các bạn phải kết hợp nữa, đó là cái nguyên tắc về việc là đảm bảo giữ được lửa và quản trị được nhân viên. Tức là ở đây cái việc là chúng ta có được cái KPI, có được cái những cái bảng báo cáo report, chúng ta có một hệ thống thông tin để đánh giá cái việc vận hành của hệ thống, để việc đảm bảo được việc là nhân viên có đảm bảo theo các cái tiêu chí đấy hay không. Thì bên cạnh việc đó thì chúng ta đừng quên việc là chúng ta sẽ phải chia sẻ quyền lợi và tạo ra một cái cơ chế mà khiến cho nhân viên họ phát triển một cách đồng lòng với bạn. Bởi vì điều này rất quan trọng để khiến cho nhân viên không chỉ làm việc theo một cái tiêu chuẩn khuôn mẫu mà bạn đưa ra, mà họ cảm thấy là họ nên làm, họ phải làm, họ cần thiết họ làm để giữ được cái thương hiệu và cái chất lượng chung của hệ thống. Họ làm, họ không phải chỉ là mỗi việc là họ đảm bảo đủ để giữ được cho cái lương của mình là ok, mà họ luôn luôn có một cái tinh thần, một cái ý chí, hay nói cách khác đó là một cái văn hóa doanh nghiệp giúp cho họ sẽ cống hiến, và họ làm cái điều đó như một cái bản năng, một cái thói quen hàng ngày. Và cuối cùng, tiếp theo, chúng ta có nguyên tắc thứ 5, đó là một cái nguyên tắc mà có thể rất nhiều bạn sẽ không nhận ra và luôn luôn đòi hỏi là em sẽ phải cái cửa hàng này nó bán hàng không tốt, đó là do cái nhân viên đấy kém, rồi nhân viên đấy không ok, rồi nhân viên đấy không chấp hành những cái yếu tố em đưa ra, rồi trình độ, rồi khả năng của họ không tốt. Thì cái nguyên tắc này nó lại đi ngược lại với tư duy các bạn vẫn thường nghĩ tới, đó là nguyên tắc này nó lại phải yêu cầu là gì, là để mà bạn nhân bản được hệ thống cửa hàng thì không yêu cầu về vấn đề kỹ năng hay là trình độ của nhân viên, mà bạn phải xây dựng cái hệ thống cửa hàng của bạn nó bán hàng tốt, nó phục vụ tốt, nó kinh doanh tốt, mà không yêu cầu về chất lượng và trình độ nhân viên, và ai nó cũng phải đảm bảo được cái việc đó. Nhân viên kể cả có trình độ thấp, kỹ năng thấp, thì khi bước chân vào hệ thống của bạn, cái câu hỏi đặt ra là gì? Bạn có khả năng để đào tạo, để đưa vào những cái quy chuẩn để biến nhân viên đó từ người chưa được việc thành người được việc hay không? Bởi vì nó liên quan đến việc là bạn phải nhân bản hệ thống của bạn ra. Hãy nhớ là KFC họ mở ra khắp thế giới chứ không phải mỗi Việt Nam. Họ mở sang Trung Quốc, họ mở sang châu Âu, họ mở sang những đất nước kể cả như Ấn Độ chẳng hạn. Kể cả ở đâu thì họ vẫn tuyển dụng được người. Đấy là điều mà tôi rất ấn tượng về KFC. Ví dụ như là bạn thấy họ mở cửa hàng ở Thanh Hóa chẳng hạn thì họ vẫn tuyển được người. Họ mở Thái Nguyên thì họ vẫn tuyển được người và họ vẫn đào tạo được. Họ vẫn đưa vào những cái quy chuẩn và chúng ta vẫn thấy là gì? Bước chân vào cái cửa hàng gà rán đấy, chất lượng con gà vẫn ngon. Ăn miếng gà rán vẫn ngon. Rồi chúng ta vẫn thấy là nhân viên vẫn chào một cái tác phong tương tự. Đấy là câu chuyện mà chúng ta phải tính đến cái việc là muốn để chúng ta nhân bản, chúng ta phát triển chuỗi thì đừng yêu cầu là gì, nhân sự phải cao thì em mới làm được. Hãy nhớ là nhân sự càng cao là họ lại càng đòi hỏi. Rồi bạn không đáp ứng được thì họ lại sẽ lại bỏ việc rất nhanh chóng. Thế nên là cái tiêu chí ở đây là cái khả năng đào tạo và cái khả năng đưa ra cái hệ thống của bạn để các bạn giúp cho họ trở thành những người thành công, giúp cho họ bán được hàng thành công, giúp cho họ có được cái môi trường thăng tiến để họ phát triển bản thân, giúp cho họ cảm thấy là gì, là một cái thành viên, một gia đình, một cái mái nhà. Thì đấy mới là điều mà chúng ta làm được để phát triển cái hệ thống của chúng ta, chứ không phải là bạn đưa ra tiêu chí là em sẽ tuyển dụng được bao nhiêu người giỏi, rồi phải là những người phải đạt trình độ như thế này, phải thậm chí phải có tiếng Anh, rồi phải có ngoại ngữ tốt, rồi phải có cái tác phong nó phải chuyên nghiệp. Cái việc đấy chúng ta hãy nhớ là thị trường lao động ấy, chúng ta rất khó để có thể tuyển dụng được những người như vậy, bởi vì cái thị trường lao động mà có những con người như vậy thì lại không nhiều, mà lại còn để họ chấp nhận họ đi làm một cái vai trò đó là trong cái chỗ bán lẻ của bạn thì lại rất là khó. Nhưng mà bạn nhân sự đấy mà chưa biết tiếng Anh mà bước vào hệ thống của bạn, là bạn đào tạo cách chào bằng tiếng Anh nữa thì quá tuyệt vời. Rồi bạn ấy đào tạo cho bạn cái kỹ năng để sau này bạn ấy không chỉ là nhân viên mà bạn còn phát triển thành một cái giám sát bán hàng cho bạn của cái chuỗi đó thì tuyệt vời hơn nữa. Thì đấy là cách bạn sẽ thiết lập ra một cái môi trường. Và nếu như bạn cảm thấy cần phải học, cần phải lắng nghe nhiều hơn thì có hai video tôi sẽ khuyên các bạn nên nghe trong kênh của tôi.
Video 1 đó là 10 nguyên tắc giúp cho Walmart trở thành địa chỉ bán lẻ. Video thứ hai đó là công thức bán giá đắt để tạo ra khách hàng trung thành. Thì đấy là hai video tôi muốn các bạn hãy nghe thêm thì để tạo ra được một cái chuỗi bán lẻ nó chuyên nghiệp và nó thực sự nó mang lại những cái giá trị, bởi vì nó liên quan đến cái nguyên tắc số 6 mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hãy nhớ đó là gì? Cái giá trị đem lại của bạn cho khách hàng nó mới là điều quan trọng nhất để tạo ra cái level, cái đẳng cấp, cái sự bền vững và cái sự tăng trưởng phát triển hệ thống của bạn. Giá trị là gì? Nó là có thể là cái dịch vụ bạn hướng đến cho khách hàng, nó có thể là cái những cái câu chúc, những câu chào mà bạn bước chân vào bất cứ một khách hàng nào, bạn sẽ thấy người nhân viên ở đó họ có một cái tác phong, họ yêu thương bạn, họ chân thành với bạn và họ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Hay một cái yếu tố đó là khi bạn cảm thấy không hài lòng về sản phẩm, người nhân viên đó đã được đào tạo, họ vẫn welcome, vẫn hài lòng, vẫn vui vẻ, họ chào bạn, họ phục vụ bạn một cách nhiệt tình. Hay kể cả khi mà bạn bất cứ lúc nào bạn cần, bạn có thể gọi điện vào số hotline và người nhân viên đó luôn luôn nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ cho bạn bất cứ lúc nào mà bạn cần. Thì đấy chính là cái giá trị mà một cái hệ thống chuỗi người ta sẽ hướng đến. Và giá trị này đừng quên cái việc là chúng ta sẽ còn không chỉ là dành cho khách hàng mà nó còn dành cho nhân viên, nó dành cho nhà đầu tư, nó dành cho những người sẽ đồng hành và xây dựng cái chuỗi đấy của bạn. Bởi vì để có được một cái chuỗi bán lẻ đấy thì không phải câu chuyện chỉ một mình bạn. Nó cần cả một cái tập thể, nó cùng đồng lòng đi theo một người lãnh đạo được dẫn dắt để mang đến một giá trị cốt lõi chung từ nhà cung cấp cho đến nhà đầu tư, cho đến những người sáng lập, cho đến những cái nhân viên trong hệ thống, rồi mới đến khách hàng. Thì hãy nhớ rằng khách hàng là người trả lương cho bạn. Bởi vậy nên cả một tập thể đằng sau đó là bạn, là những người anh em của bạn, những người nhân viên trong hệ thống của bạn, những người cổ phần cùng với bạn. Hãy cùng nhau nhìn về một hướng và cùng nhau cung cấp những cái giá trị cốt lõi nhất để phục vụ khách hàng. Hãy nhớ đến câu chuyện về tôi chia sẻ với bạn trong video về công thức bán giá đắt, đó là gì? Hãy nhớ đến tháp Maslow, đó là cách chúng ta sẽ xây dựng để chinh phục từng cái nấc thang nhu cầu khách hàng, từ cái việc đảm bảo cho họ an tâm về một cái sản phẩm đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản, cho đến họ sẽ an tâm khi mua sản phẩm của chúng ta thay vì họ đi sang cửa hàng khác. Họ an tâm bởi vì bạn mang đến cho họ một dịch vụ chuyên nghiệp, một chế độ bảo hành xuất sắc, một cái chế độ gọi là hậu mãi và bảo trì rất là tốt, sửa chữa rất ok và kể cả nồi trà cũng rất hài lòng. Rồi hãy nhớ đến câu chuyện mà tôi đã từng kể với các bạn về việc Zappos, họ thậm chí họ còn hỗ trợ khách hàng nếu không hài lòng trả lại qua đường bưu điện, rồi họ thậm chí là còn trả cái tiền phí gửi trả lại hàng cho khách hàng. Cái yếu tố thứ ba đó là hãy để cho khách hàng họ cảm nhận đây là một mái nhà, họ cảm thấy sự hạnh phúc, họ cảm thấy được giao tiếp, họ được tương tác với các bạn và họ được cảm thấy khẳng định mình, được tôn trọng khi mua sản phẩm của bạn. Đấy là những cái sự thành công mà không những là của bạn mà tất cả những cái mô hình kinh doanh trên thế giới này, những cái đơn vị rất thành công, rất xuất sắc như là Walmart họ đã thành công, hay là chuỗi những cái cửa hàng của Louis Vuitton chẳng hạn, họ rất thành công trong việc tạo ra những cái cung bậc, những cái nấc thang cảm xúc để khiến cho người tiêu dùng họ cảm thấy cuồng nhiệt, họ cảm thấy được hạnh phúc, tự hào khi bước đi ra khỏi cái cửa hàng của Hermès hay của Louis Vuitton. Thì đấy là câu chuyện về 6 nguyên tắc giúp bạn có thể xây dựng được cái chuỗi bán lẻ của bạn thành công. Nhưng nên nhớ là gì? Bây giờ là thời đại của 4.0. Hãy lắng nghe và xem thêm các video của tôi ở trong những cái chuỗi chủ đề khác nữa. Ví dụ như là phát triển trên môi trường Internet, cách các bạn xây dựng và định vị được cái thương hiệu cá nhân của bạn, rồi các cái bước mà bạn sẽ thiết lập để khiến cho cửa hàng chuỗi của chúng ta, các cái chuỗi bán lẻ của chúng ta sẽ thích ứng và cung cấp và phát triển được, thành công được trên những cái môi trường mới như vậy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và rất hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong các cái video về sau. Và tôi hy vọng rằng cái góc nhìn của tôi, cái cách tôi chia sẻ sẽ có ích cho bạn trong việc mà bạn phát triển và xây dựng hoạt động kinh doanh của mình. Nếu như bạn thấy hay thì xin hãy chia sẻ, ấn nút like rồi đồng ý kết bạn, subscribe với tôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.